Rồi, có con ong nào nó bay ngang thì mày cua. Hóa đâu vậy? Không cần đâu, bay ngang chắc đi khoát. Có con nó trên đầu trên cây của tao thì thôi. Thấy rồi. Đó, nó bay qua cái tràm đó. Đó, 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 ra đó, con cái cây. Hóa rút ra luôn đi, thử coi có nó ra nữa không? Còn dưới chạy, ừ. Không đốt hai cái thì có con ong nào bay ra thì thấy ổ ong các bạn, bữa này tối nay đi đốt ổ ong. Không thấy gì mà giờ thủ cái này rồi, thầy quan kia đi thủ cái hả, thủ một đốt thủ cái không đừng mất dưới đây đúng sợ hết ngang cái không luôn á. Không phải, phải hai cái bật lên không có cháy đâu, mà để có một cái con ong nào ra thì cua, chứ không lấy cái tọi này cua được, hiểu không? Không lấy cái khò này cua, không cua được, con ong nào bay ra thì cua rồi. Cứ nghe đây, không bao giờ tra hết không. Bây giờ là phải treo cái đèn này ở đây, nó đánh nó sẽ tới cái đèn nó đúng rồi, leo ra ngoài cái nó máu đèn, đừng có treo mẹ đốt không được á. Không cần đâu Bình ơi, tại vì nó bu ra đó mình không đốt được. Mày cứ vô đi không có chích đâu, không cắn đâu mà. Đưa dưới, tại vì mày cứ nghe tao đi, có con ong nào nó bay ngang thì tắt hết đèn đi. Rồi, có con ong nào nó bay ngang thì mày cua. Hóa đâu vậy? Không cần đâu Bình ơi, tắt đi, khoan, để Bình vô tắt cái đèn đi. Rồi, để vô tắt đi. Tại vì, chưa. Rồi, vô đốt đi, tắt đi để. Đúng rồi đó. Sao? Xác rồi, nhưng bên dưới cho chút đi. Dưới chút, dưới cái miệng ngay chỗ nào rồi? Chỗ đó rồi, đúng rồi đó. Tay để. Coi chừng nó cháy miệng nha Hoài. Đặt nó vào để nó cháy luôn cả cái. Không, nó cháy miệng nó bể ra. Chết luôn. Nó đuổi chết á. Có mấy con hả? Chưa chui ra đó. Hơ bốn cái quanh cho nóng đi thì. Hơ bốn quanh cho nóng đi. Không hơ gần nó, không cháy được rồi. Dạ thương. Đó có ra rồi đó. Đó. Hơi gần nó một chút. Gần nó chút ở dưới á, dưới thấp xuống. Ừ đó. Ok, có thấy không hả? Sao kỳ vậy? Mày chưa nhiều con lắm. Đó thì tập trung bên dưới đi. Đó có con nào nó ra thì bà đốt thêm con đó. Đó có bảy con ra đó. Có bảy một con ra rồi đó. Mày đừng có cua, cứ để dưới đi cho nóng lên đi. Ừ, đó. Gớt xuống àm ào không? Chuẩn bị thẳng căn dầu nghe, cái gọi là người hết dầu thì lấy vô giùm nghe, liền nghe. Khó hết lắm đồng ơi. Quá muộn thắng. Dễ gì mà hết dầu nổi. Thì đứng ngay bên chỗ gần chỗ hóa kìa, tay nó bè ấy hơn. Đứng đây này. Thì tao đâu có sợ ông chết đâu. Tại biết rồi, đó con ong nó rút ra một chút. Có con ra hóa rút lại cái. Quá trời mũi luôn. Tôi quên mình giùm được mà. Không sao, ít ong bay ra làm sao. Nóng mày đưa việc lên đi cho nó nóng cho nó bay ra đi thì. Ừ, đừng có để cho nó cháy cái thân nữa được rồi. Có con ra ngoài đó. Bên cây tràm mà thiền, cua qua bên cây tràm thiền. Bên cây tràm đó con ong đó. Ừ đó cho nó đó đi. Tập vô. Mà dưới cho. Khóa cái bẻ đúng lỗ đó. Đừng có qua cái bỏ cái lỗ hết. Mà nó tụt ra là bình coi cái đầu khăn cắt xanh vừa á bình. Gần lắm rồi đó. Mà thấy nó có ra đâu, hay là ông nóng quá ông đi xa ra cho nó ra đi hóa. Rút ra chúng cháy tổ thôi. Cháy miệng. Rút ra đi cháy miệng. Rồi. Đó, sao? Ra đó. Đừng để con nào đây nha. Cháy miệng có hai gần này đó. Dịch ra chút cho nó nóng mà. Ừ. Hơ lên cho nó nóng cho nó bay lên đi thì. Hơ lên á, cao lên thì. Không bẻ đâu, cứ nóng cho nó bay ra đi. Ngay miệng là nó bay ra là nó, tại nguyên tắc là nó đái. Đó, đớt liền. Có muối à, thầy mình đập muối cho mất. Cái này mày vô đốt mày, vô mày đi, tao quay phim rồi. Đâu rồi? Cháy miệng thôi, rút ra. Ô, thầy ơi. Bắt đầu nó ra đó, mày thấy con ong chỗ nào thì mày cua chỗ đó. Cua là rớt cánh là xong. Cháy cái miệng không hay. Anh nhìn thấy con ong bay lên đồi. Bay ra đó. Coi cái lóng đất chút đó chị ơi. Dưới đó thì thấp xuống, mấy con ong nó còn dưới đó, ừ thấp xuống. Đó, đó đó, đó con bay đó. Hóa lui ra một chút xíu đi cho nó đừng có nóng quá nó mới bay ra được chứ. Đó thì ừ
giờ nó nóng rồi đó, nó bay ra đó. Dưới thuyền, 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 đó. Thuyền quản lý của ông bên dưới. Cứ bình tĩnh. Nó bỏ con cậu bò gì đi, chị dàn kìa, con cậu bò cái dàn kìa. Đưa dịch lên thì không đừng thấp nó đưa lên đi. Cho nó nóng nó ra. Đó thì ơi. Dịch lên nó trên trên mày cứ đưa lên cái mày đưa xuống đâu có cháy được đâu, đưa lên đưa lên xong cái đưa xuống. Đâu có cháy được đâu. Có thấy con nòng đang bay không? Đó, rồi rớt rồi. Dưới kìa, dưới hai ba con nè. Đó. Ông Bình lấy canh dầu cho ông Thiền đi ông Bình ơi. Thấy cái lúc của ông Thiền nó yếu rồi. Đó đó, Thiền, ba bốn con dưới con Thiền ơi. Hết rồi. Nè, cái đèn pin nè. Thì nó bắt đầu nó úa ra nhiều rồi, nó chết không kịp. Mày rút vô mày ngâm dầu Thiền ơi. Cho chắc ăn đi. Tại nó cháy cái miệng nó hơi bự ra rồi. Đâu rửa bà sao? Không theo đâu, không theo đâu. Ông nó đi. Nổi giờ nó ra nhiều luôn rồi đó. Nó rớt xuống lá cả luôn, ra luôn rồi. Cứ để gần nó đi không sao đâu, thì này nó lẩm tấp vô nó đái à. Rớt cảnh liền nè. Thấy có con nào nó túa lên chỗ khác đâu. Nguyên tắc nó háo đèn mà. Đó thì mày không thấy hả? Ừ đó, trời ơi, hấp xuống. Ừ. Má, muối cắn kìa. Chịu thêm mấy. Mình đập vô muối thôi. Mình vô cầm vô nó lúc đi. Đổi người cầm giùm lúc đi, cứ như vậy thì nó không có chết được mà sao? Thì là tay con dầu thêm đi để chuẩn bị thay cho cái dầu này nè. Lúc nào cũng phải có một cây cháy. Lùa đi Thiền. Ném một cái cây kia con dầu vô đi, nó lên. Chuẩn bị thay cho cái này, cái này muốn đập tắt lửa rồi. Đập tắt rồi đi đi. Thiền, được lấy nha. Rồi rồi rồi. Đập tắt rồi lấy đi. Đập tắt rồi, đừng có chạy ra đây. Dầu không có cháy đâu, nhóng vô cái. Nó lên. Không. Nhúng không tắt được đâu, nhúng vô dầu nó đâu có cháy đâu mà sợ. Nhúng vô luôn. Nhúng vô luôn, dầu nó không cháy đâu mà sợ. Nó bay ra ngoài nè. Dầu nó không có cháy đâu, nhúng vô. Chết mẹ không vô được rồi. Rồi được rồi, rút ra đi. Lại nắp lại. Rồi, đưa lên miệng chú hả? Rồi, giơ cho đó. Dịch rút về, rút về. Ừ, rồi đó, đúng rồi đó Thiền. Đem dầu lên đây. Đốt con ngoài đâu hả? Đó, con đang bay đó. Dịch chỉnh nha. Sát vô Thiền ơi. Rồi, rồi, được rồi. Dịch anh chút, rồi, ok. Để xúc, không đổ vô luôn được. Rồi, không thấm được nhiều. Điện đi. Còn cái kho. Đâu có đạp vô cây. Tôi để dưới nha. Ờ. Đấy đây có con bay đó thì. Đốt cho con bay đi. Đó, ừ đó xuống lên. Má mũi quá mình. Má gì mà không mặc quần đùi. Mặc quần đùi chết luôn. Chịu bao tay đeo vào tay vô không chịu. Ê, cháy cái hóa này rút ra hóa này. Cháy cái đàn này, coi chừng nó bể đó nha. Bắt đầu cháy đàn này đó nha. Chú ý nha, ông Bình ông lấy khò đi ông Bình. Ê, đừng có chọc ra nó bể. Cháy cái tàn này ông Bình, cái khò đó ông lấy đi, lỡ có gì. Bình, lấy cái nhánh cây vô đập cho nó Bình. Đập như vậy, Bình. Nè, ông bẻ nhánh cây ông đập cho cháy cho nó tắt đi á, hiểu không? Ôi, đập sao đẹp, đập nó đẹp, phát đừng có đưa ra. Con còn mấy cái đầu nhánh cây của ta nè, Thiền ơi. Thấy rồi. Đó, nó bay qua tay chàm đó. Ôi, chết luôn. Đó, đó, ra đó, con cái kia là để thủ mấy con lọt ra ngoài. Mày đưa lên dịch nóng cho nó bay ra cho nhanh Thiền ơi. Ừ, mày đưa cho nóng cho nó bay ra cho nhanh. Thập xuống Thiền có mấy con bay dưới. Đâu đốt đi cháy biết nó ông ra tùm lum chân á. Không, đốt là biết nửa thập vào trong luôn. Đốt gì được, nó cháy tùm lum chân. Hình như là nó hết ra rồi đó, chúng sắp hết rồi, như ông hết con. Không ít rồi, nó còn nhiều trong á, đốt cháy biết luôn. Sáng là thấy cái ẩu vào ngoài nhiều lắm. Chơi liều luôn. Chơi liều luôn. Mày đưa gì đây nhớ nóng cho nó bay ra đi Thiền. Thôi rút ra thì coi nó có ra không á. Rút ra đi, đừng để nó nữa. Rút ra đi, coi nó ra không. Ừ. Coi nó có ra không, rút ra đi. Thiền cho nó nhẹ luôn, coi nó cuốn ra không. Thiền đưa lên đi Thiền. Đưa lên đi, cho nó nóng coi nó bay ra không, hết ra luôn rồi. Hết ra luôn rồi, đốt luôn đi. Lại hết ra rồi. Đừng đốt, nó hết ra thì để gì tắt luôn thôi. Không thật chứ, đốt cho nó cháy ra. Thấy trời còn ngon á. Đốt ra là nó ra từng mấy cái mấy con, nó rớt ra từng lâm, đừng có cháy. Cái đuốc của thằng Thiền nó muốn gãy rồi. Đúng rồi đó, cái cục lửa của mày nó teo lại á. Hóa rút ra luôn đi, thì coi có nó ra nữa không. Còn dưới chết, ừ đúng rồi, đưa xuống rớt luôn thì này. Thì rút ra luôn đi cho nó bay ra cho nó nhanh. Chứ để nóng quá nó không dám ra. Khi nào nó ra thì bắt đầu chí vô đốt cháy cánh á. Lâu lâu nó bay ra con. Đó. Được, mày cứ thôi, phải cho nó nóng đi thì. Ừ, khá này đi cho nó nóng. Chứ lâu rồi đó, không bay đó. Đốt cháy hết càng nhanh nó rồi con. Hay là...
Này vậy là chơi liều cho nó cháy cái bụng luôn đi. Mưa rồi. Tối rồi, tối chịu thôi. Nhỏ tránh cái kia, tránh cái bờ quay cái tổ ong, ong khiếu của bạn. Tầng là bự chưa? Ý là rớt ra hai tầng rồi đó. Ôi, rớt ong ra kìa. Nhỏ vô lấy nhang muối ra cho ba, lấy cái hộp nhang muối ra cho ba. Mấy ông ăn được đúng không? Ừ, đúng rồi, bữa trước mình nấu cháo nhà ông nội đó. Đó, bữa nhà ông mới đốt bây giờ được. Ít con. Ồ, thấy vậy chứ nhiều lắm, ông nhìn được cái tầng dưới cùng kìa. Còn mấy tầng trên thì thế tổ ong bằng cái gì ta? Vỏ tràm với đất. Rồi đây. Ở chỗ kia nó sáng hơn. Lỡ thì để đây rồi khui ra đây. Còn những rớt ấy, rớt vô thôi thì. Chút nữa là mình nấu nước sôi, đổ nước sôi. Để đây nấu cháo ăn cả nhà. Ừ. Con lấy mấy cục gạch cho con dựng đứng lên bỏ vô cục gạch thôi. Để đây cỡ đâu rồi ba? Ba cỡ đâu? Rớt ra ngoài chứ. Ba kêu lấy cục gạch dựng lên. Mấy con trong đó thì không có chích được. Mấy con ngoài thôi, mấy con ngoài nào còn nào bao bay thì mấy ít thôi.